Kính thưa đại chúng, hơn một năm rồi thì tôi bắt đầu với đi ra khỏi tiểu bang. Thời gian nhanh thật, nói đó mà khoảng một năm rưỡi rồi chứ không phải là hơn một năm đâu. Giờ này thì chưa đầy 7 giờ sáng, cho nên sau này nó cũng còn vắng. Thời gian qua nhanh thật, mới đó mà hơn một năm, gần một năm rưỡi, tôi mới ra tới phi trường, đi xuyên bang. Sợ là họ chết kỹ lưỡng cho nên đi ra sớm. Yên tĩnh quá hay quá gì ha. Đó là phi trường ở Mỹ đó. Yên tĩnh ghê không? Hồi xưa khi một tháng đi mấy lần, đây là những viên đá. Hey, last one in. Phi trường, thật ra phi trường Mỹ nó sướng kia đó. Thí dụ lỡ mà có để máy bay nó có đình lại á, quán lại thì có thể mình cũng có chung phòng ngủ nè. Còn không thì người ta sẽ giải quyết cho mình về khách sạn. Không thì mình thiếu gì chỗ nằm ngủ đâu, có gì thấy sang không? Thấy không? Sạch sẽ, phải trời sạch sẽ. Chắc người ta cũng biết năm nay năm con hổ hay sao? Nó cũng treo cái hình con hổ đây nè, trong dần nè, thấy không? Chào hết quý vị nha. Đi qua không có đem mấy cây theo à. Sáng nay tương đối rất là lạnh. Sáng nay khoảng 29 độ, 29 độ F, có nghĩa là phản âm, âm 2 độ, 2 độ Việt Nam á. Xin lỗi vì tôi không có đeo kiến cho nên khi nhắn tin gì tôi không có thấy con hỉ nha. Tôi đi cửa bi ở đây. Dạ, cảm ơn hết quý vị. Cảm ơn các vị đã gửi lời chúc mừng nha. Vì tôi sợ mình không biết là nó dịch bệnh có chết gì không, cho nên tôi đi ra hơi sớm. Hà vậy cho nó chắc ăn. Đi về cho nó chắc ăn thưa quý vị. Đã gửi hành lý xong rồi. Hành lý xong hết rồi. Rồi để tôi bịt mũi vô trở lại. Để tuân thủ đi, mình phải ngăn ngừa chứ giờ có nhiều người ta cũng không bịt mũi nữa rồi. Mà tôi thì tôi sợ thôi, mình cho chắc ăn. Cái gì mình bảo họ một chút thì mình chắc ăn đi ha. Rồi bây giờ tới không được chết người nữa cái là xong. Cà phê tabac ha, cà phê tabac. Quên chứ, phải nãy lễ tôi không?
Nay bữa tôi vô trong này tôi hơi quay quên, chưa chết người tôi lo lật đật tôi quay rồi. Sorry. Mấy đứa cũng có kiểm tra giấy chết người mà tôi cũng có đem đầy đủ thôi, quý vị cũng đem giấy chết người theo đầy đủ. Lâu rồi mình đi trở lại phi trường, cái thấy nó sao sao á. Cái họ kiểm tra cái tích ngựa bây giờ thì Mỹ họ tuyên bố rằng là 2 tháng nữa là hết dịch bệnh, tuy nhiên nó chưa dài, cũng phải cẩn thận. Giờ tôi xin phép tôi tắt máy nha, để tôi vô chỗ nó kiểm tra mà cá nhân cây tặng đi vô phòng cách ly vô gì đó, vô phòng phòng kính trên lầu. Tương đối thì cũng dễ nữa ha, sau hơn 1 năm trời mới đi lại phi trường, thời gian lẹ quá. Họ vẫn có bắn, luôn. Ủa, phải bảo họ coi mặt hả? Ok, không hiểu. Thank you. Thank you. Không sao không. Khổ vậy đó. Tôi kỵ mang dài dữ lắm mà đi phải mang dài. Mỹ không mang dài coi không được. Okay. Inside, okay. Yeah. You don't have to take anything out, okay? Thank you. Nothing comes out. Yeah. Nothing. Yep. Just put the bag here. Your jacket. Okay. Empty out all your pockets, sir.
All your stuff has to be. Yeah. Tiếp tục đi. Đó. Bây giờ phải thấy phi trường Mỹ. Không biết lâu rồi tôi không có thấy cái cảnh quay ở các phi trường nhiều. Hôm nay ra thì thấy nó cũng có những cái mới. Còn hơn một giờ đồng hồ nữa mới bay. Hoa. Nghe quý vị thấy cái rất rùm của Mỹ. Trời thì lạnh. Rồi đi vô đây cái bắt máy nóng mới làm sao à. Bên ngoài lạnh lắm quý vị à. Mà quý vị uống cà phê uống gì không? Thank you. Đã phi trường rồi, vô nhà kính rồi. Giờ ngồi chờ tí đồng hồ hơn nữa. Quên đem cái cây quay rồi. Tại qua bên chùa thì có cái cây quay. Lâu lắm rồi. Hơn một năm rồi. Ngồi mình nè, vô kẹt ngồi mình. Nó ho, tại vì ở ngoài nó lạnh quá. Đi vô đây đi bộ, nó cho mình đi bộ vô phòng kính nè. Nãy đi nghe. Đi nghe nó tra cái giỏ của tôi. Cái giỏ tôi đem cái khúc bánh tét cho tôi ăn. Mỹ nó không biết cái gì. Tôi nói cái đó là vegetable. The monk Buddhist temple no fit nè. Cho nên là vegetable. Cái nó ok. Nhưng mà nó xét tôi đó quý vị. Xét tôi nó mới ok. Vui. Không biết. Mà công nhận. Tôi không biết tiếng Anh. Mà ra phi trường ra dấu nó cũng hiểu. Nhà băng là một, phi trường là hai, là tôi rành số một. Khỏi cần ai đưa đón á, đưa tới nơi là tự động tôi lo à. Ông nào thiên gọi là thiên phú hả? Ngày nào đã nghiệp nấy hả? Chứ không liều vậy sao mà đi được. Không liều vậy sao ra phi trường. Bữa nay từ quẹt đi nhà mà đi qua Hilton với đi ba chuyến bay. Tại không có chứ không phải là hà tiện đâu nghe. Ba chuyến bay. Bây giờ bay lên Washington DC một chuyến. Rồi chuyến thứ hai là bay qua Tampa của Florida hai chuyến, là từ Tampa mới bay về Hilton Texas. Như vậy là các vị biết đi một ngày trời. Nó bằng nửa đường về Việt Nam. Nhưng mà nếu bay luôn thì nó 5 tiếng mấy à. Mà nó bay vòng chơi vậy đó. Tự nhiên ở đây nó bay dèo ngược lên DC. DC nó bay chéo qua Florida. Florida chéo qua Houston. Đi hình tam giác chơi vậy đó. Cũng vui. Ok.
cãi. Đúng rồi, nói chuyện nhỏ nhỏ, nói chuyện lớn với mấy người ngồi ra sao mình ta phiền, đúng không? Nào buổi sáng mặt trời rất đẹp phải không? Để tôi đi quay phía này, bên này ít máy bay quá. Tôi kiếm cái đồ bịt mũi đâu rồi? Tôi kiếm cái bịt mũi kỳ lắm. Tại giờ mình kỳ, tại vì ta bịt cái mình không bịt cũng kỳ nhờ vậy mà giữ vệ sinh. Tôi đem mấy cái đồ bịt mũi theo lần. Rồi có hư có rớt cái này có cái kia. Qua phía này đón ánh mặt trời. Dạ, tấm thiện đi làm nữa không? Một buổi sáng sớm bình minh. Đúng ra cái phi trường họ rất là tế nhị nha. Nói chuyện họ cũng nói khẽ cho nên mình quên. Mình nói chuyện lớn, mình để ý thức ra lại liền không? Chỗ này cho mình mua đồ mình vô cho mình ăn nè. Mà tôi đâu biết ăn gì, tôi ăn rồi. Tôi đi cửa DC, cửa 29 lên DC cho nên lên DC cho nên nó có cái hiệu là Nhà Trắng. Tám giờ rưỡi mới bay. Thôi tôi làm sao có được đi du lịch cơ. Đi công việc thấy mồ. Đi mau mau chạy về cho tôi đâu được đi chơi đâu. Ở nhà cửa chuẩn bị tới mùa ấm chuẩn bị tới rồi. Là xuống giống dịch bệnh nên ai cũng đi lên DC đó, Washington. Tới 8:35 mới bay. Điên vòng cho quý vị coi chơi nha. Và buổi thông tin không có người nào không cầm điện thoại hết rồi. Mấy cậu phá để phá vali, mấy cái đồ để ngủ. Và buổi thông tin dạ đâu có gì đâu cô, biết rồi, biết là Lê Mận đùa mà. Lê Mận, Lê Thị Mận, Táo Thị Mận. Biết là Lê Mận đùa. Cũng vậy
Bờ một tiếng nữa hơn rồi. Mà đi kiếm chỗ nào vắng ngồi. Đông đông cũng nguy hiểm. Tại sáng uống cà phê rồi chứ phải. Phải chưa uống, uống ly cà phê nha. Xong cà phê rồi. Thank you. Ai đi lại khúc kia ít người. Hơn một tiếng nữa nó mới bay. 8 giờ mười mấy phút nó mới cho cô máy bay. Rồi đây còn một mình nó thanh vắng nè. Bên nào? Rồi, ngồi một mình yên tĩnh, không quấy rối ai mà cũng chẳng ai quấy rối ta. Không quấy rối ai mà cũng không ai làm quấy rối ta. Sáng đi bộ con vòng rồi đó. Vui không? Để cái máy ở đâu đây ta? Thế thì bảo hết dòng rồi đó. Cũng vui. Tương bay vắng lắm mọi người. Đúng rồi, ta cũng hạ tiện. Mỹ bây giờ kinh tế khó khăn hay nè. Ta biết đi lại. Đi trước một hồi. Bên ngoài thì nó âm độ Việt Nam. Ở bên trong nó bắt nóng quá. Đi phi trường Mỹ không có mà áo dài lộm thộm. À lộm thộm nó xét mệt lắm. Đó, đi phi trường Mỹ bảo ngắn nè. Có nhiều thầy ta bảo thun nữa, nhưng mà tại vì mình áo thun nó kỳ. Mỹ nó không phải như Việt Nam. Xét nó đi mà áo dài rồi nó xét nó kỹ lắm, nó sợ vụ nó cứ nó ám ảnh nó vụ khủng bố hồi xưa đó tàu hầu á, cho nên giờ nó sợ dữ lắm. Đi mà mặc áo dài nó xét mệt nghĩ xa trạng luôn, chỗ đâu để cái máy vậy ta. Thì không có chỗ sạc pin nào ngon lành không. Mình thì chân khỏe. Rồi cái phi trường nhỏ nè, nghe đây là phi trường gần địa phương tôi thôi đó, mà nó còn rộng vậy đó. Phi trường này là nhỏ so lại là cũng là nhà là gọi là phi trường ở địa phương á. Cái khu vực này là khu vực của máy bay, những máy bay nhỏ nên nó chuyển đi nhỏ rồi sao á, nó lên tới trung tâm lớn nó mới đi chuyến bay lớn. Những cái trường nhỏ nó đi những chuyến bay nhỏ.
con chim sắt ta lo mình trong khói trắng. Bỏ lại nơi này tâm sự kẻ ly hương. Hình như mấy cái đồ để có đem cái nha. Tôi nhớ tôi có đem cái đồ kia theo không ta? Đâu để dựng cái điện thoại đi. Có, hy vọng có. Bỏ lại nơi này tâm sự kẻ ly hương. Tôi đến đây để mà nhớ mà thương. Đi ra sớm 2 tiếng đồng hồ. Ngồi chờ. Nó càng lúc cái mình cái tuổi nó càng về lớn tuổi sao, tôi giờ thấy chỗ đông người ồn ồn tôi không có thích. Ví dụ đi mình ngồi góc thì nhiều khi đi những chuyến máy bay á vắng người quá thì cũng tội nghiệp cho người ta, nhưng mà chuyến nào mà vắng người tôi phai lắm, không có va chạm, không có nghe xích xô xích xào. Đi máy bay sợ nhất là có người tàu, trời ơi họ lên. Họ làm phi trường ấy là họ xích xô xích xào, họ làm nhoi chứ nè. Còn mà đi với người Mỹ họ rất là im lặng. Các chị biết người Mỹ, những người lớn tuổi luôn lúc nào họ cũng có một quyển sách hết trơn. Họ ra phi trường họ ngồi họ đọc sách. Họ làm phi họ lên máy bay họ đọc sách. Cái điều mà mình nói là họ cái đọc sách của người gọi là người phương Tây á. Họ rất lại chứ không có như người Việt của mình mà gọi là xí xô xí xào nha. Họ lúc nào trên tay họ cũng có một quyển sách. Dạ cảm ơn cô Thị Bùi, để tôi kiếm cái kiến, các chị nhắn tin tôi không được cái kiến. Ồ nay tôi nó có một gì đây ta, ăn nếp nhiều quá, đó, đeo kiến vô thấy đường rồi đó, chào hết. Rất cười, hồi nãy đi, đem theo trái chuối nè, đem theo khúc bánh tét, mà họ không biết cái gì, họ cứ họ cầm một coi hoài rồi, họ cầm một coi, họ mà tôi đâu biết, họ biết cái bánh tét cái tiếng Anh gọi cái gì mình cũng không biết, quên, để ý cái chỗ đó mà mình quên nó tra cái bánh tét tiếng Anh nó gọi cái gì, cái nó nặng nó cầm nó coi hoài rồi không biết cái gì, hồi nãy đi ngang cái chỗ mình nó xét á, nó cầm cái bánh tét coi hoài, mà biết cái gì, cười vui chứ. Đây đi tới chiều tối mới tới. Mà mình thì không có ăn đồ Mỹ đâu.
ngày mai là ngày rằm tháng giêng, rằm tháng giêng nó có hai cái nghĩa chính. Sáng đi phải copy ra mà đọc, có bài lên máy bay đọc. Rằm tháng giêng có hai ý nghĩa chính, một là ngày đại hội thánh tăng tại Trúc Lâm Tịnh Xá, hai là ngày Đức Phật hứa và khẳng định với Ma Vương rằng 3 tháng nữa ngài sẽ nhập Niết Bàn. Lễ hội rằm tháng giêng là ngày đại hội thường lệ của chư Phật. Tuy nhiên theo lịch sử, những vị Phật chánh giác trong quá khứ thì số tăng hội, thời kỳ đại hội, địa điểm có phần khác với Đức Phật Thích Ca. Còn những yếu tố căn bản cho kỳ đại hội thì hoàn toàn giống nhau. Dường như đây là truyền thống của chư Phật. Đại hội Thánh Tăng thời kỳ Đức Phật Thích Ca hội đủ 4 chi phần. Một là tổ chức đúng vào ngày rằm trăng tròn tháng giêng, gọi là Mát Gia. Hai là đại hội có 1.250 vị tỳ khưu tự động đến bái kiến Đức Phật mà không có sự thỉnh mời hay hiện trước. Ba là số tăng hội 1.250 vị đều xuất gia, thiện lai tỳ kheo. Bốn là các ngài đều là bậc thánh tăng. Đại hội thánh tăng này khai mạc đúng vào ngày trăng tròn tháng giêng âm lịch tại Trúc Lâm Tịnh Xá. Trong đại hội, Đức Phật thuyết cho 1.250 vị tỳ kheo về giới bổn, được chia làm hai phần. Về giáo giới, Đức Phật tóm lược giáo pháp của Ngài qua ba câu kệ là không làm các điều ác, làm các hạnh lành và giữ tâm ý cho trong sạch. Đó là giáo giới của chư Phật trong quá khứ, cũng như của đạo sư lúc đó. Hai là Đức Phật giảng, ngài chứng y giới luật cho chư tỳ kheo phải hành lễ Bồ Tát mỗi tháng 2 kỳ vào ngày 15 và 29. Là lễ Bồ Tát là một hình thức giúp các vị xuất gia quán chiếu lại giới hạnh của mình cho được tinh nghiêm. Nếu có sơ sót trong tiểu giới thì ngày hôm đó các vị phải sám hối với nhau. Ngày nay thì chư tăng hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy Theravada vẫn còn gìn giữ truyền thống này vì giới luật là nền tảng của Phật giáo. Giới luật còn thì giáo pháp còn. Ở trong Tam Tạng Kinh Điển, Đức Thế Tôn tuyên bố rằng theo thời gian, luật tạng sẽ hoại diệt sau cùng. Khi nào luật tạng hoại diệt thì lúc đó là thời mạt pháp, là khởi điểm hết nhiệm kỳ giáo pháp của một vị Phật chánh giác. Như vậy thì đây là cái bài mà hồi sáng này tôi gọi là sao chép để tôi copy in ra đem theo có thời giờ mình đọc. Thì khi đọc vậy thì tôi mới thấy rằng là cái điều mình nhớ nè, là Đức Phật nó là gì? Giới luật còn thì giáo pháp còn. Và theo cái thời gian á, trong ba tạng kinh điển, Đức Thế Tôn tuyên bố rằng á, luật tạng sẽ hoại diệt sau cùng. Mà khi nào luật tạng mà hoại diệt thì lúc đó mới là thời mạt pháp. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là khi nào mà chư tăng mình không giữ giới, không còn giữ giới nữa, thì có nghĩa là khi đó là thời mạt pháp. Như vậy chánh pháp, tượng pháp hay mạt pháp nó không phải theo cái tháng năm, mà nó theo cái sự ý thức của con người. Nếu lúc nào mà chư tăng không giữ giới thì lúc đó mới gọi thời mạt pháp. Cũng như cái câu mà thân khẩu ý thanh tịnh thì danh Phật xuất thế, thân khẩu ý bất tịnh thì danh Phật nhập diệt. Nghĩa là khi nào thân khẩu ý thanh tịnh thì khi đó Phật còn
xuất thế và còn trụ thế gian này, rồi xuất hiện. Còn khi nào mà thân khẩu ý bất tịnh thì thị danh Phật nhập diệt. Cái thân khẩu ý chúng ta mà nó không có thanh tịnh thì ấy là coi như là Phật diệt, Phật chết. Như vậy Đức Phật hằng hữu trong ngũ uẩn thân của ta. Mà khi hằng hữu trong ngũ uẩn thân ta, cho nên Phật khiến ta, và nhờ cái quay lực của Phật, nhờ cái ý thức của ta mà ta làm cho thân khẩu ý ta được thanh tịnh. Thân khẩu ý thanh tịnh thì thị danh Phật xuất thế. Còn nếu như trong cái ngũ uẩn thân, trong cái tư tưởng ta mà chứa đầy những cái thứ ác pháp rác rưởi thì lúc đó là tà niệm, mà tà niệm thì coi như là vô tình mời mọc những cái người tà khác đến, rõ ràng thì có những ồn nào. Còn mà nếu như mà ý thức còn cũng là vô thường, vô ngã, vân vân, ý thức được trần đạo sanh tử này, cho nên con người sống đúng, sống hợp với chân lý, sống theo chân lý, tùy thuận chân lý, thì như vậy là thị danh Phật trụ thế hay là Phật xuất thế. Ông thầy chúng ta lật ngược có lợi thì coi như là Phật diệt độ hay là mạt pháp. Với nghĩa trên thì ngày rằm tháng giêng còn được kinh Đại Bát Niết Bàn ghi như sau: Đức Thế Tôn cùng chư tỳ kheo tăng từ thành Ba La Nại du hành đến kinh thành Vương Xá. Một hôm Đức Thế Tôn ngự tại thành Vương Xá khất thực. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật dạy bảo Đại Đức A Nan cùng ngự đến ngôi tháp. Sau Đức Thế Tôn ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn, Đại Đức A Nan đảnh lễ Đức Thế Tôn ngồi xuống nơi hợp lẽ. Khi ấy Đức Thế Tôn mới dạy rằng: Này A Nan, bậc nào đã thường tiến hành bốn pháp thành tựu, đã đến hành trở thành thành thục, đã tiến hành trở thành nền tảng vững chắc, có căn bản, đã luyện tập thành thói quen hàng ngày, thường tinh tấn không ngừng tiến hành bốn pháp thành tựu như vậy. Này A Nan, bậc ấy có khả năng duy trì trọn kiếp tuổi thọ hoặc hơn kiếp tuổi thọ như ý. Này A Nan, Như Lai đã thường tiến hành bốn pháp thành tựu, đã tiến hành trở thành thành thục, đã tiến hành trở thành nền vững chắc, có căn bản, có luyện tập thành thói quen hàng ngày, thường tinh tấn không ngừng tiến hành bốn pháp thành tựu này. Này A Nan, Như Lai đã cũng có khả năng duy trì trọn kiếp tuổi thọ 100 năm hoặc hơn kiếp tuổi thọ hơn 100 năm vậy. Đức Thế Tôn đã dạy gián tiếp như vậy mà Đại Đức A Nan không hiểu, cho nên không thỉnh mời Đức Thế Tôn. Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu như mà ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn là kính xin ngài duy trì suốt kiếp tuổi thọ 100 năm, kính xin ngài duy trì trọn kiếp tuổi thọ để tế độ cho phần đông chúng sinh, để đem lại sự lợi ích, sự an lạc phần đông chúng sinh, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho chư thiên và nhân loại. Nhưng mà rất tiếc A Nan không có khải thỉnh. Bởi vì khi ấy Đại Đức A Nan bị ma dương quấy nhiễu nên không hiểu ý của Đức Thế Tôn. Dù Đức Thế Tôn dạy như vậy lần thứ hai, lần thứ ba mà Đại Đức A Nan vẫn không hiểu được. Ngài đánh lễ Đức Thế Tôn rồi xin phép đi ra ngoài, ngồi dưới gốc cây không xa Đức Thế Tôn. Khi Đại Đức A Nan vừa mới ra ngoài thì ác ma thiên liền đến hầu Đức Thế Tôn, rồi đứng một nơi họp lẽ và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kính xin ngài tịch diệt Niết Bàn. Kính xin ngài tịch diệt Niết Bàn ngay bây giờ. Bây giờ là lúc tịch diệt Niết Bàn của ngài.
Ác Ma Thiên đã nhiều lần thỉnh Đức Phật tịch diệt Niết Bàn. Những lần trước Đức Thế Tôn đều khước từ, nhưng lần này Đức Thế Tôn hứa với Ma Thiên rằng: Này Ác Ma Thiên, ngươi hãy yên tâm, không lâu nữa Như Lai sẽ tịch diệt Niết Bàn. Kể từ này chỉ còn 3 tháng nữa Như Lai sẽ tịch diệt Niết Bàn. Kể từ ngày rằm tháng giêng này là sau 3 tháng nữa. Như là như vậy Đức Thế Tôn có trí tuệ sáng suốt xác định thời gian 3 tháng nữa sẽ Niết Bàn, xả sinh mạng của Ngài từ ngôi tháp. Đó là ngày rằm tháng giêng âm lịch. Ngay khi ấy trái đất rùng mình chuyển động. Đại Đức A Nan thấy điều lạ thường, trái đất rung chuyển nên bào hầu lại Đức Thế Tôn, bạch rằng: Và Đức Thế Tôn, do nguyên nhân nào mà trái đất rung chuyển, bạch Ngài? Thế Tôn mới nói rằng: Này A Nan, ngay hôm nay vừa rồi Như Lai có trí tuệ sáng suốt hứa với Ma Vương rằng chỉ còn 3 tháng nữa Như Lai sẽ tịch diệt Niết Bàn. Thế thì bây giờ A Nan mới không còn bị quấy nhiễu mê hoặc nữa, thì mới thỉnh Ngài duy trì tuổi thọ kiếp thọ 100 năm. Con kính thỉnh Ngài duy trì tuổi thọ kiếp thọ để tế độ cho Phật Nam chúng sanh nhân dân. Nhưng mà Thế Tôn dạy rằng: Này Ananda, Này Anan, con chớ nên thỉnh Như Lai nữa. Bây giờ không phải lúc thỉnh cầu Như Lai nữa. Như Lai đã gián tiếp dạy con về nhiều lần mà ông vẫn không hiểu. Ông không có lời thỉnh cầu Như Lai. Nay Như Lai đã hứa với Ác Ma Thiên rồi, không còn không thể nào khác được. Đại Đức A Nan cảm thấy buồn vô hạn, hối hận về điều sơ suất của mình, nên Đức Thế Tôn an ủi Đại Đức A Nan: Này A Nan, Như Lai đã từng dạy rằng sống xa lìa nhau, chết biệt ly với người thân yêu, các bậc kính mến ấy, đó là điều hiển nhiên. Do đó làm sao lại có thể có những người thân yêu, các bậc kính mến ấy theo ý muốn của mình được? Những pháp nào đó rồi phải sinh, rồi phải diệt, hiện hữu rồi phải vô thường. Dù cho có muốn rằng sinh pháp ấy đừng hủy hoại, đó là điều không thể nào được cả. Để kỷ niệm ngày lịch sử trọng đại đó, cho nên hệ phái khắc sĩ của hệ phái nguyên thủy Theravada tổ chức ngày lễ rằm tháng giêng bằng nhiều hình thức khác nhau, như lễ hội đặt bát đến chư tăng, thọ giới quy y thuyết pháp, thể thọ đầu đà, nhằm giúp Phật tử có cơ hội gieo duyên lành trong ngày chánh pháp, trong chánh pháp. Đặc biệt là lễ đầu đà, thức một đêm không ngủ để tưởng nhớ các Đức Phật, một con người vĩ đại, một lý tưởng phi thường, suốt cuộc đời tận tụy hy sinh cho quyền và lợi ích của tha nhân. Đó. Thì nói với Phật giáo chúng ta ngày rằm tháng giêng nó quan trọng như vậy đó. Nhưng mà thật ra rất tiếc là mình đại đa số không thấy tầm quan trọng đó, mà chúng ta vẫn đi theo cái ngày rằm tháng giêng là chúng ta làm theo cái phong tục dân gian, là ta cho là cái lễ thượng nguyên, phải không? Thượng nguyên, chúng ta không có làm theo cái ngày lễ mà quan trọng của Phật giáo, bởi vì ta cho là cúng thượng nguyên. Cho nên nhiều khi mình thấy là mình cũng hơi tiếc hay các chị ha. Chứ còn cái ngày lễ đầu năm này rất là có ý nghĩa ha. Nghĩa vô cùng rồi chứ. Thôi, sáng chắc tôi phải đi vòng vòng một chút nữa. Tới đây tôi nghỉ nha. Sáng mình đọc vài trang sách ngày khởi đầu vậy đó. Lúc nào cũng vậy. Tôi cũng tập cho mình. Thông thường thì hồi khi còn nhỏ đó, mình có những điều kiện đọc sách đó, thì mình lại không thích đọc. Cho tới khi một cái tuổi nào đó mình về già rồi mình thích đọc sách thì mắt đã mờ rồi. Chúc các vị thân tâm thường lạc.